Hello, xin chào các bạn. Bữa nay mình xin được nói về quyền lợi của cha mẹ của người lính, hoặc là anh chị em, hoặc là ông bà, con cái, nói chung là những người có liên quan tới người thân của lính. Khi mà mình tìm hiểu về cái vấn đề này thì đây là một cái vấn đề nó hơi khó một chút, cho nên mình phải tuyên bố với các bạn mình không phải là chuyên gia. Và những là chia sẻ của mình chỉ có tính chất là tương đối tham chỉ có tính chất là tương đối, chỉ để tham khảo. Bạn nên nói chuyện với lại luật sư của quân đội hoặc là các cơ quan chuyên trách để có cái để có những cái thông tin chính xác nhất. Xin chào các bạn, mình là Minh Lê, mình là kỹ thuật viên điện tử second class, cấp bậc là E5 trung sĩ ở trong quân đội Hải quân Hoa Kỳ. Thì mong các bạn đăng ký kênh, ủng hộ giùm mình để có thể có được nhiều cái thông tin bổ ích về lính lính Mỹ, quân đội Mỹ và những điều mà có liên quan đến lính nha các bạn. Thì về cơ bản mà nói, người thân của lính chính phủ Mỹ chỉ công nhận vợ lính hoặc là con ruột của lính hoặc là con nuôi, nhưng mà trên giấy tờ, tức là con mà nhận nuôi trên giấy tờ, cái đó nó gọi là first dependent, hoặc là primary dependent nha các bạn. Vậy thì những cái người mà ba mẹ anh chị em của lính thông thường á sẽ được hưởng quyền lợi của người lính dựa trên người lính. Chẳng hạn như bạn muốn đi vô trong đi chợ lính thì phải có người lính đi theo. Nhưng mà ngay cái tình trạng mà căng thẳng với lại tăng cường an ninh như với Iran hiện giờ á, thì những người ăn theo là ba mẹ anh chị em mà ăn theo người lính như vậy thì sẽ không được vô trong trại lính. Thì khi mà bạn vô trỏng thì bạn có đi mua đồ miễn thuế nè, đi ăn uống ở trỏng, ăn uống thì cũng có tính thuế tại vì nhà hàng cũng trả tiền như bình thường ở ngoài. Nhưng mà thí dụ như chơi bowling hoặc là làm những cái hoạt động thể dục thể thao khác thì thường là rất là rẻ. Cái kế tiếp á, mình xin nói là khoan để mình suy nghĩ cái này. Ok, vậy primary dependent là vợ lính con lính, thì bây giờ mình xin được nói là về secondary dependent, khi mà cha mẹ của người lính được hưởng quyền lợi theo người lính. Thì theo luật á, secondary dependent sẽ là những người những trong trường hợp những người sau đây: cha mẹ ruột của người lính, cha mẹ nuôi, cha kế, mẹ kế, ông bà ngoại, hoặc là những người nó gọi là in loco parentis, có nghĩa là giống như ông bà ngoại hoặc là anh trai. Khi mà ba mẹ của người lính mất sớm, cái người đó đảm nhận vai trò của người cha, người mẹ nuôi dưỡng người lính, hoặc là guardian. Nếu mà người lính đó bị bỏ rơi từ nhỏ thì cái người guardian đó, hoặc là adopted, hoặc là được nuôi người lính lớn lên mà không có mà thật sự là adopt theo giấy tờ thì cũng được gọi là in loco parentis. Thì ít nhất những người đó mà được 5 năm trước khi mà người lính đi lính thì có thể được công nhận là secondary dependent. Ngoài ra, secondary dependent cũng có thể là những người con của người lính 21 đến 22 tuổi. Ở Mỹ thì đáng lẽ như là 18 tuổi là bị cắt rồi, là ra tự lập, tự mày là muốn làm gì làm, tao không có support, tao không hỗ trợ nữa, tiền bạc gì là tự lập. Nhưng nếu mà người con ruột của người lính cho tới 21, 22 tuổi mà vẫn đi học full time thì vẫn được công nhận là secondary dependent. Kế tiếp là những người mà người lính nuôi dưỡng dựa trên giấy tờ. Ví dụ như có một người người cháu có chuyện gì đó thì bây giờ tòa giao cho người lính được cái quyền nuôi nuôi dưỡng chăm sóc lớn lên đó. Thì mặc dù là không có chính thức là nhận làm con nuôi,
Nhưng mà người lính là trên hợp pháp là người nuôi dưỡng cái người đó. Cái nữa là những người con của người lính trên lớn hơn 21 tuổi, hồi nãy là mình nói ở cái độ tuổi mà 21 đến 22 mà đang đi học nha các bạn. Tức là tới 22 là nó cắt rồi, nó không cho những người đó là secondary dependent nữa. Nhưng mà bây giờ những người con mà lớn hơn 21 tuổi cho tới giả sử như 30 40 tuổi luôn, nếu mà cái người đó đi lính lâu thiệt lâu. Ok, thì những cái người con ruột của người lính mà trên 21 tuổi thì phải là không có thể nào mà tự nuôi bản thân, có bệnh án về về tâm thần chẳng hạn, hoặc là có chuyện gì đó mà không thể nào tự nuôi sống bản thân được thì vẫn được gọi là secondary dependent to người lính. Mình dịch ra tiếng Việt gọi là cấp thứ hai đi. Ok, thì tổng hợp lại là ba mẹ, anh chị em, ông bà, những người mà nuôi người lính lớn lên, hoặc là con người lính tới 22 tuổi vẫn còn đang đi học đại học full time, hoặc là những người mà người lính được quyền theo luật của ta được nuôi, hoặc là những người trên 21 tuổi mà con ruột của người lính mà không thể nào tự nuôi dưỡng bản thân mình được, thì những người đó gọi là secondary dependent. Thì cái quyền lợi của cái secondary dependent cha mẹ người lính là gì các bạn? Thật sự ra mà nói thì cũng không có hẳn gọi là nhiều lắm. Người ta tưởng cái lợi nhất primary dependent nó giả lính thì được rất là nhiều quyền lợi, mình có một cái video mình chia sẻ. Nhưng mà secondary này á thì được bảo hiểm trong lính, nhưng cái bảo hiểm này nó gọi là TRICARE Plus, tức là cái bảo hiểm này nó gọi nó không có đáng cái gì luôn các bạn. Bảo hiểm cho vợ lính á, thì không có tất cả mọi mọi chi phí đều được trả hết, thuốc men đều được trả hết luôn, đi khám bệnh hoặc là đi những cái người mà bác sĩ chuyên nghiệp specialty á, là đều được trả tiền. Nhưng cái TRICARE Plus này á, cha mẹ của lính chỉ được đi đến những cái bệnh viện lính mà nhận cái TRICARE Plus này thôi, không phải bệnh viện lính nào cũng nhận. Và bạn khám sau khi mà những người khác đã được khám thì không phải trả tiền, nhưng mà ví dụ như mà giống như là primary care là khám tổng quát thôi, còn khi mà bạn có những cái bệnh nặng hơn mà cần phải khám chuyên nghiệp thì vẫn phải bắt tự tự đi ra ngoài bỏ tiền túi. Cái nữa là cái bảo hiểm này á nó không có tính trên cái mà bảo hiểm của năm, thành ra là bạn vẫn phải mua bảo hiểm ở ngoài. Như nếu bạn không có thì bạn có thể lấy Obamacare chẳng hạn, cái đó thì nó sẽ cover cho năm, nếu không thôi sẽ vẫn phải đóng tiền phạt. Ủa quên mình quên nói về cái mà qualify, làm sao để mà những cái người lính của những người cha mẹ của lính này được được trở thành secondary dependent vô người lính. Thì để mà trở thành secondary vô cái người lính, lệ thuộc vô người, phụ thuộc cho người lính á, người thân của lính á, thì người lính phải chu cấp hơn một phần nữa cái chi phí của cái người người phụ thuộc này. Mà cái chi phí này á nó được chia ra làm nhiều phần nha các bạn, không phải ngoài nó có hai cái, một cái gọi là household expense, tức là dành cho điện nước, rent, điện nước, tiền nhà, bảo hiểm đồ, những cái đó tính chung cho toàn gia đình, cho dù có cái người cha người mẹ này hay không, thành ra những cái đó không được tính. Khi mà chi phí của cá nhân của cái người cha hoặc người mẹ này muốn gắn vô trên muốn gắn vô trên người con á, người lính á, thì giống như là chỉ có là quần áo, thuốc men hoặc là những cái chi phí y tế, chi phí xe cho riêng cái người cha hoặc người mẹ này, thì khi đó mới được mà phải là rất là ít, và người lính phải chu cấp phần nửa cái tiền đó thì mới mới qualify là secondary dependent. Thì very much nói chung lại là nếu mà bạn nào mà có cái tư tưởng là hỏi ra để mà
có cái quyền lợi để mà gọi là lợi dụng hệ thống để mà đi theo ăn bám theo người lính á, thì nó không có work ở đây. Người lính phải thực sự là chu cấp nuôi dưỡng người cha người mẹ này hoàn toàn, thì những người này mới có thể là đi theo người lính. Và khi mà bạn đặt thỏa thuận thỏa mãn được cái điều kiện đó thì sẽ có làm được cái ID của lính, gọi là dependent ID. Thì cái ID đó thì nó cũng sẽ gần giống như là của vợ lính hoặc là con lính. Với cái thẻ đó thì có thể gọi mình gọi là thẻ của vợ lính đi. Với cái thẻ đó thì người cha mẹ của lính có thể đi vô trong trại lính mà không cần có người lính đi theo. Ngoài ra có thể sử dụng một vài như là đi du lịch máy bay miễn phí nếu mà có người lính đi cùng. Cái vụ mà du lịch miễn phí này rất là dài tập, mình sẽ phải nói rất là nhiều chuyện để nói về cái vụ mà du lịch miễn phí này, đi máy bay á, thành ra là đừng có chông chờ vô đó nhiều. Xin lỗi các bạn, mình xin được bổ sung một chút ở đây. Nếu mà một người lính độc thân không có vợ thì khi mà người cha mẹ lệ thuộc vô người lính và được có thể mà qualify ở trên cái pay to second dependent to người lính, tới người lính thì người lính có thể lãnh được tiền nhà, lãnh được thêm tiền nhà, nhưng mà cái tối đa của cái mức đạt được á, sẽ là bằng với lại một người lính khác mà được hưởng theo vợ con. Tức là một người lính mà một ví dụ như bây giờ khi mà đơn vị cho cái người lính độc thân này ra ngoài, cho tiền lính độc thân này ra ngoài mướn nhà, thì người lính nó sẽ được hưởng tiền lợi bao nhiêu đây? Một người lính mà có vợ con thì sẽ được hưởng cái tiền bao nhiêu đây để mà đi ra ngoài mướn nhà? Thì một người mà có cha mẹ dependent vô người lính thì có thể được hưởng cái mức tiền nó nằm ở giữa giữa này, và maximum là chỉ bằng với lại cái tiền mà người lính khác được hưởng khi mà người lính đó đi ra ngoài mướn nhà với vợ con. Ok các bạn, thì cái đó là cái mục mà mình bổ sung. Vậy hết rồi. Thực sự mà nói thì cái secondary dependent không có nhiều quyền lợi như mọi người vẫn hay nghĩ. Nếu mà vậy, actually mình sai rồi. Nếu mà bạn depend vô người lính, thì khi mà người lính di chuyển, người ta có thể di chuyển bạn chung với người lính, trả cái tiền đó, thí dụ như cha mẹ đi đi theo thì người ta sẽ trả cái tiền đồ ăn per diem để mà khi mà bạn lái xe đi từ chỗ này qua chỗ kia, hoặc là người ta mua vé máy bay chuyển bạn từ cái trạm này qua trạm kia. Bạn không có phải trả tiền, bạn cứ việc đi theo người lính mỗi khi mà người lính chuyển trạm thôi. Rồi nếu mà bạn không có đăng ký thì phải tự mua vé máy bay khi mà mỗi khi mà người lính đi từ miền Đông qua miền Tây, hoặc là đi đi nước ngoài, đi qua Nhật hoặc là qua Ý đóng quân, thì lúc đó phải tự mua vé máy bay. Còn nếu mà thật sự sống mà lệ thuộc vô người lính thì chính phủ sẽ trả cái tiền đó. Thì nó hơi khó, cái chủ đề này nó hơi khó cho mình giải thích, nhưng mà mình hy vọng là mình đã có thể giải thích đầy đủ và rõ ràng cho bạn. Secondary dependent vô người lính thì không có nhiều quyền lợi lắm, cho nên tại vì ở Mỹ người ta chỉ công nhận vô vợ con là những người thực sự là hy sinh cho người lính. Alright các bạn, nếu mà video có gì không hay, hoặc là mình nếu mà mình sau này mình thấy có gì mà mình cần bổ sung, mình xin được làm video mới với đầy đủ chi tiết hơn, rõ ràng hơn. Mong các bạn nào đăng ký hỗ trợ ủa đăng ký bấm nút đăng like bấm like và đăng ký kênh giùm mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt các bạn.